lúc nào cũng tầm 60 ấy. Đấy các bạn, đốt em Hữu mở cửa ra rồi mà nó vẫn còn 60 mấy độ các bác nhé. Thực sự một câu bác nhìn xem, đốt ở bên trong này mà đốt nó khô vậy. Đây 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 đây. Đó, bây giờ em và các bác sẽ cùng xem cái này. Đây, các bác thấy chưa? Cái bộ nhiệt độ bên trong này nó không chạy nữa. Này, nó chạy được 40 rồi này. Đây, nó chạy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nó đang chạy quá tít lên đây rồi. Và độ ẩm nó đang từ 70 mấy phần trăm. Vừa nó có đo tầm 72, 73%. Và bây giờ nó xuống còn có 10% rồi các bác nhé. Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Đình Hữu nha. Em Hữu nhận được cái yêu cầu của anh khách ở bên trong Việt Nam. Anh ấy bảo là em Hữu hãy cho test thực tế cho anh cái đầu đốt ngang, cái ký hiệu là DN14. DN14 là cái đầu đốt ngang, và cái đầu đốt ngang này nó để ứng dụng cho rất là nhiều mục đích khác nhau. Đó chính là tạo nhiệt để chúng ta sấy các bác nha, hoặc là chúng ta nắp vào mấy cái đầu đốt trong rồi nắp vào mấy cái đầu đốt ngoài. Còn đấy là nhiều thắc ở trong những nồi hơi. Thì vậy thì cái nồi đầu đốt ngang này, cái hình thức vận hành nó như thế nào, cũng như là công suất của nó là làm sao, thì ngay bây giờ đây em Hữu sẽ test cái sức nóng của cái chiếc đầu đốt ngang này, liệu một cái chiếc đầu đốt ngang DN14 này có ấy không, có đạt được cái nhiệt độ 80 độ C, 70 đến 80 độ C trong một cái căn phòng rộng như thế này hay không. Thì ngay bây giờ đây là em Hữu và các bác sẽ xem là cái sức mạnh thực tế của nó sẽ như thế nào các bác nhé. Ok, bây giờ các bác sẽ vào đây. Em Hữu sẽ đo cái diện tích thực tế để cho các bác cùng xem nhé. Đấy. Ok, cái này là 4, cái này là 4m70 các nhé, 4m7 các ạ. Chiều dài là 4m7. Con số này là 4m3. Cái này là dài 4m7, ở ngang 4m3, chiều cao. Cao tầm 2m thôi. Cao của nó hơn 2m, cứ gọi cho nó là 2m thì các bác nhá. Đấy. Căn phòng này là có chiều dài của nó là 4m7, chiều ngang là 4m3, cứ gọi làm tròn đấy, gọi đấy, và chiều cao của nó là 2m. Đấy. Các bác khá là rộng các bác nhá. Gọi là 4m7 gọi là 5m đi, 5m. À, 5m mà nhân với 4m là bằng 54 là bằng 20. 20 nhân với 2. Đấy. 20 nhân với 2 các bác nhá. 20 x 22 là bằng 40 mét khối. Ok các bác. Căn phòng này của nó rộng 40 mét khối các bác nhé. Thiết bị đầu đốt ngang DN14 để cung cấp nhiệt độ cho rất là nhiều thiết bị khác. Cung cấp nhiệt độ để cho vào cái thiết bị đốt trong để chúng ta sấy bằng không khí sạch. Hoặc là chúng ta có thể cung cấp nhiệt độ độc lập ở trong cái phòng này để chúng ta sấy bằng cho những cái vật liệu giống như kiểu là không cần độ chính xác 100%. Giống như kiểu là chúng ta có thể sấy những vật liệu giống như là sấy sấy ngô khoai sắn nữa ở thứ thì, hoặc là sấy gỗ này, sấy sấy gỗ rồi sấy sơn các thứ thì chúng ta không cần phải không khí sạch 100% thì chúng ta sẽ sấy trực tiếp luôn các bác nhé. Đấy thì bây giờ là chúng ta về chúng ta sẽ vận hành nha. Đây. Chúng ta tra bình dầu đây. Cái này là dầu nhớt các bác nhé. Đối với một số bác ấy sấy, ví dụ bác ấy sấy gỗ này, bác ấy sấy gỗ hoặc là sấy sơn này, rồi sấy các thứ mà nó không cần khí sạch 100% thì chúng ta sẽ dùng sức nóng của cái đầu đốt này trực tiếp các bác nhé, không cần phải thông qua một cái bộ lọc khí nữa, lọc nhiệt nữa. Nhưng đối với những cái bác nào mà bác ấy sấy thực phẩm, sấy dược liệu hoặc là sấy quần áo thì nó sẽ lắp thêm một cái bộ gọi là bộ lọc nhiệt nữa nhé, bộ lọc nhiệt lọc khí để nó đưa cái khí
khí không khí này ra ngoài và nó chỉ lấy cái nhiệt độ gián tiếp thôi. Thì những trong những clip tiếp theo thì em Vũ sẽ giới thiệu cho các bác. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái này. Đây, chúng ta sẽ lấy một cái sải giấy vệ sinh này các bác nhé. Đó, sau khi chúng ta cho vào đây, cho dầu chúng ta bắt đầu chúng ta mở van dầu ra. Chúng ta mở van dầu ra cho nó chảy dầu đây các bác nhé. Cho nó chảy dầu xuống bên trong cái buồng đốt này. Khi nào các bác thấy ở trong cái buồng đốt này tầm độ một đấy, một ngón tay dầu như này thì chúng ta ok, thì chúng ta bắt đầu chúng ta cho giấy vào để khởi động nó các bác nhé. Đây, các bác có thể quan sát cái nhiệt độ ở bên trong phòng này. Các bác quan sát cái nhiệt độ ở bên trong phòng này đang là tầm độ 21 độ C các bác nhé. Nhiệt độ trong phòng là 21 độ C và độ ẩm đang là hơn 70 độ C. Đấy. Đây, và sau khi ấy thì chúng ta sẽ nhúng cái dầu này nấm xuống đây. Chúng ta sẽ nhúng cái dầu vào cái giấy này. Các bác có thể này gần đây các bác nhìn cho nó dễ này. Chúng ta sẽ nhúng cái dầu vào bên trong cái giấy này nhé. Các bác nhớ này, nhúng cây dầu vào bên trong cái giấy này để cho cái giấy này nó ngấm dầu như này, nó tạo thành một cái bốc. Sau khi đó chúng ta sẽ châm lửa vào thì nó sẽ cháy nhanh hơn nhé. Châm lửa thì chúng ta châm bằng cái đèn khò này các bác này. Châm bằng cái khò này là nhanh nhất này. Sau đó chúng ta sẽ cắm điện vào nhé. Sau một cái thời gian khoảng độ 30 phút các bạn, em Hữu khởi động lên rồi thì em và các bác sẽ cùng nhau đi vào bên trong này để đo xem là cái nhiệt độ ở bên trong phòng này bây giờ nó đã đạt được bao nhiêu, để xem cái đầu đốt DN14 này nó hoạt động nó sẽ như thế nào. Cũng thông báo luôn với các bác là ở cái trong cái phòng này, cái đầu đốt DN14 này em Hữu mới mở có 1/3 công suất thôi các bác nhé, 1/3 đến 50% công suất thôi, em Hữu không dám mở hết công suất. Bởi vì tại sao? Bởi vì em mở hết công suất em sợ nhiệt độ nó vượt quá 70 độ là nó sẽ cháy, dẫn đến cháy cái xốp và nó sẽ cháy cả cái phòng này các bác nhé. Thế nên em cũng không dám mở hết công suất của nó mà em chỉ mở 30-50% công suất thôi. Tức là với cái con đầu đốt DN này nó có thể vượt lên được công suất của nó nhiều. Ví dụ ta mà đo ở cái trong nhiệt độ ở bên trong phòng này nó được tầm 50 độ thì tức là nếu nó chạy hết công suất thì nó sẽ được tầm 100 độ. Hoặc nếu ở trong phòng này được tầm 70 độ thì nó chạy hết công suất sẽ được 150 độ các bác nhé. Đấy, lý do tại sao bởi vì em Hữu mới chạy chưa đến một nửa công suất, mới chạy tầm 30-50% công suất được nhé. Thế nên chúng ta chạy hết công suất thì nó sẽ lên gấp đôi. Nếu mà chúng ta chạy hết công suất nó cháy cái nhà này thì chết nữa. Thế nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta chạy hết công suất được. Ok, thì bây giờ em Hữu sẽ đo cái nhiệt độ của phòng cho các bác cùng xem nhé. Đây, các bác thấy ấy, hiện tại là nhiệt độ cửa phòng là 26 độ C, lúc nãy các bác thấy là 21 độ C nhưng bây giờ của nó là 25-26 độ C. Tại sao? Bởi sau một thời gian thì cái cánh cửa sắt này bắt đầu nó hấp thụ dần dần cái nhiệt lượng ở bên trong kia rồi các bác nhé. Ok, chúng ta lại đi gần bên trong để chúng ta mở cửa ra xem bên trong phòng này nhiệt độ nó sẽ như nào các bác nhé. Rồi, như các bác vừa lúc đấy em Hữu đã đo cho thấy là cái căn phòng này nó rộng 40 mét, với nó rộng 40 mét khối các bác nhé, tức là 20 mét vuông cộng với lại đấy, cộng với lại chiều cao là 2 mét, tổng là 40 mét khối các bác. Đây, và bây giờ em sẽ mở để các bác cùng xem nhé. Đây, các bác đi lại gần đây cho nó dễ xem nhé. Đó, yeah, cái đầu đốt nó đang hoạt động các bác. Cái đầu đốt là DN14, các bác có thể lại gần các bác xem. Đấy, con đầu đốt DN14 thực sự mở cánh cửa ra đây nó rất là lắm các nhá. Bây giờ các bác nhìn có rõ không? Ok. Đấy, các bác thấy chưa? Nhiệt độ của nó đã rơi vào tầm xít soát 70 độ các bác, 65 độ rồi. Hiện tại là đang không dám mở hết công suất các bác nhá. Đó. 69 độ đây các bác, 68, 69 độ này các bác này. Đây các bác nhìn nhìn cái nhiệt độ của em Hữu bây giờ nó đã lên tầm 68, 69 rồi các bác. Đó, đây. 68 độ các bác nhá. À.
đây là nhiệt độ đo không khí ở trong phòng nhá. Đây là nhiệt độ đo không khí trong phòng, còn nếu mà đo trực tiếp vào cái đầu đốt này nó có thể lên đây. Nếu mà các bác mà đo cái đầu đốt này thì nó lên đến tận độ mấy trăm cơ ạ, nóng lắm. Nhiệt độ cả phòng các bác nhá. Nhiệt độ cả phòng của nó đã rơi vào tầm độ gần 70 độ C thì các bác ạ. Đó. Rất là nóng luôn. Đây nếu có thể mở để các bác và các bác cùng xem, thực sự là chúng ta không thể nào chúng ta đi vào bên trong kia được các bác. Vì nó quá nóng, thế nên là chúng ta chỉ có thể đứng ở mé bên ngoài này chúng ta xem thôi. Đây là em hữu đốt cái bộ này, là em hữu chưa thông qua một cái bộ gọi là bộ lọc khí sạch thôi nhá. Đấy, đốt cái bộ này thì chúng ta để trực tiếp ở bên trong này để cho các bác dễ xem được các bác. Đấy, cái nhiệt độ của nó thực sự cơ hội rất là cao luôn. À, lúc nào cũng tầm 60 ấy. Đấy các bác. Đốt em hữu mở cửa ra rồi mà nó vẫn còn 60 mấy độ các bác nhá. Thực sự cơ hội bác nhìn xem, đốt ở bên trong này mà nó đốt nó khô vậy. Đây. Đó, bây giờ em và các bác sẽ cùng xem cái này. Đây, các bác thấy chưa? Cái bộ nhiệt độ bên trong này nó không chạy nữa. Này, nó chạy được 40 rồi này. Đây, nó chạy 10 này, 20 này, 30, 40, 50, 60, 70. Nó đang chạy quá tít ở đây rồi. Và độ ẩm nó đang từ 70 mấy phần trăm. Vừa lúc nó đo tầm 72-73%. Mà bây giờ nó xuống còn có 10% rồi các bác nhé. Đấy, vì thực sự câu là ở bên trong này nó quá nóng rồi. Cái này vừa nãy là ngay từ lúc đầu tiên mới vào ấy, thì này em Hiếu cũng đã mở cho các bác xem thấy rồi. Cháy rồi các bác nhá. Đây, nó bắt đầu nó cháy và các bác nhìn thấy bắt đầu nó phun lửa ra rất là mạnh nữa. Đây. Sau khi phun lửa mạnh rồi, giờ chúng ta lắp ráp nó vào đây. Đây, chúng ta lắp vào như này nhá. Đây, các bác có thể quay lại đây. Đây, xong rồi chúng ta sẽ cho bình dầu đây. Bình dầu rồi chúng ta sẽ mở van để bình dầu nó chảy xuống các bác nhá. Các bác thấy chưa? Nó hút chừng nó lại, nó trở về 69 độ rồi. Đây, trở về 69 độ rồi. Bây giờ em Hiếu có thể mở cho bác xem nó sẽ tụt nhiệt độ bây giờ 271 rồi nhé, chưa dám. Đấy, có thấy chưa, rất là nóng luôn. Đó, các bác thấy chưa, 71 độ bắt đầu nó hút cái khí ở bên kia vào.